Chào mừng quý khách hàng quay trở lại kênh YouTube của Ô tô Bình Thuận. Thì hôm nay Tiến sẽ quay một clip cho quý vị xem về sự xuất hiện của hai em siêu bán tải Ford Ranger phiên bản 2023 hoàn toàn mới. Đây là những chiếc xe bán tải đầu tiên xuất hiện tại Bình Thuận Ford của mình nha quý vị. Thì trong đợt ra mắt vừa rồi vào tháng 8 2022 thì Ford Việt Nam đã chính thức ra mắt cái dòng xe Ford Ranger phiên bản thế hệ mới Next Gen cho tất cả các tín đồ yêu Ford trên khắp thị trường Việt Nam của mình. Và đặc biệt trong cái phiên bản mới nhất lần này, Ford đã thay đổi hoàn toàn về thiết kế và tất cả những chi tiết dù là nhỏ nhất trên chiếc xe bán tải phiên bản 2023 này như quý vị. Thì trước mắt quý vị đây là dòng xe Ford Ranger phiên bản XLT số tự động hai cầu. Nhìn rất là khác biệt so với phiên bản trước nha quý vị. Bề ngang và chiều dài cũng được nâng lên, và khoảng sáng gầm xe và những cái chiều rộng chiều dài cơ sở đều được Ford nâng cấp. Và đây là mặt trước ga lăng thì ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới luôn, khá là vuông vắn nhưng mà vẫn đảm bảo cái khí động học giúp cho xe lưu thông cực kỳ là êm ái. Nếu mà quý vị có cơ hội thì hãy đến showroom để xem xe trực tiếp, vì cái chiếc xe này thật sự rất là to và cực kỳ là hầm hố so với phiên bản cũ trước đây. Đây là phần đèn ma trận phía trước đây, mặt ga lăng mạ chrome cực kỳ sang trọng, rất là ngầu luôn. Từ những đường nét thiết kế nhỏ nhất như quý vị, những chi tiết dù là nhỏ nhất, đây là đèn gầm, đèn ma trận bên trên, mặt nạ ga lăng cực kỳ to bản, giúp làm mát khoang động cơ và tăng cái tính mạnh mẽ của một chiếc xe bán tải, phải nói là cực kỳ là đẹp mắt và phải nói là sang trọng bậc nhất trong tất cả các dòng xe bán tải hiện nay. Còn đây là phiên bản XLS, phiên bản số tự động một cầu, vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế như là các phiên bản của Ford Ranger phiên bản 2023, rất là to bản. Mặt ga lăng thì chỉ mạ sơn đen thôi, còn đèn rất là hầm hố này quý vị, không phải là đèn ma trận như là đèn led thôi, cũng rất là hầm hố, kỳ là sang trọng. Là màu mới nha, phiên bản 2022 không có màu này nha quý vị. Quý vị nào mà có nhu cầu xem xe hãy đến showroom của Tiến, là địa chỉ là Bình Thuận Ford, khu công nghiệp Phan Thiết, để xem tận mắt cái chiếc xe bán tải mới này. À, đây là phần đuôi xe, có những cái phần nâng cấp. Đây là phần bước chân lên phía thùng sau nè quý vị, những cái ốp cua. Đây là phiên bản XLS ở phía sau, chữ Ranger được dập nổi hết sức là đẹp mắt và cực kỳ là hầm hố luôn. Trong lần nâng cấp lần này thì Ford đã có một cái tính năng mới sử dụng điện thoại di động để mà bật tắt những cái tính năng quan trọng trên xe, để nổ máy lạnh, những cái tính năng hoàn toàn mới và táo bạo trên cái một chiếc xe phải nói là thông minh như là chiếc xe bán tải của Ford. Không chỉ phục vụ về công việc mà chiếc xe này còn được dùng để đi trong gia đình nha quý vị. Đây là những cái tiêu chí mà Ford mình đã hướng tới trong năm 2023 này, phải thật sự là tiện nghi. Đây là cái nội thất bên trong của chiếc SUV, một chiếc xe phải nói là tầm thấp thôi, tầm tiền khoảng 688 triệu thôi, nhưng mà trang bị những option hết sức là thông minh, hết sức là đẹp mắt và cực kỳ là sang trọng luôn. So với phiên bản cũ thì phiên bản này phải nói là nâng cấp hết sức là đẹp. Đây màn hình đây, rồi màn hình lớn đây, phiên bản 2022 so với phiên bản 2023 thì phải nói là một trời một vực quý vị. Ghế, hàng ghế thì rất là thể thao, option thì ngập tràn luôn, rất là đáng tiền. Khoảng sáng gầm gầm xe và cái chiều cao của nó cũng được nâng lên khá đáng kể. Quý vị có thể thấy được là cái từ cái thềm so với cái ghế ngồi này nó được rất cao nha. Nếu mà đứng thì Tiến nghĩ đâu đó là khoảng tầm một hơn 1 mét quý vị, 1 mét 1 đến 1 mét 2 á.
vẫn rất là chắc chắn, cực kỳ chắc chắn luôn. Đây là phía sau, đây là những đường nét thiết kế của tay nắm cửa lên xuống kính phía sau. Đây quý vị thấy không, những đường nét của nó là như một chiếc xe sang. Đây chỉ là phiên bản thấp nhất của dòng xe Ford Range Rover phiên bản mới thôi mà đã có nâng cấp những cái option như vậy rồi. Đây là phần thùng sau của xe, có những miếng ốp rất là đẹp để ốp sẵn để sau này quý vị mà có muốn lắp nắp thùng thì chúng ta có thể lắp lên. Quý vị thấy phần khung gầm bên dưới nè, chúng quay cho quý vị xem. Đây là cầu sau, hệ thống dẫn động cầu sau, là khung gầm bên dưới của xe. Cực kỳ là cao luôn. Tôi nghĩ là đâu đó khoảng sáng gầm xe lên là khoảng hơn 30 cm quý vị. So với mặt đường thì cái khoảng sáng gầm xe này rất là cao, mình có thể upgrade. Và Tiến đã quay cho quý vị xem cái ngoại hình của chiếc XTS rồi. Thì quý vị nào mà có nhu cầu xem xe hãy đến showroom của Tiến và gọi cho Tiến số điện thoại 0937 393786. Bên Tiến thì chuyên thu mua tất cả các dòng xe đã qua sử dụng và thu cũ đổi mới tất cả các dòng xe, nên quý khách nào có nhu cầu đổi xe mới hãy liên hệ về Tiến nha, để Tiến tư vấn kỹ hơn cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã xem clip này. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật là hiệu quả.